Hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Europa League mùa giải năm nay, Man United và AC Milan sẽ chạm trán nhau ngay tại vòng 1/8. Đây sẽ là lần thứ 11 hai câu lạc bộ này chạm trán nhau ở các cúp châu Âu với thành tích đối đầu cực kỳ cân bằng, mỗi đội có 5 chiến thắng. Ngoài ra, Arsenal sẽ chạm trán đối thủ hết sức quen thuộc là Olympiacos, đối thủ từng loại họ ở vòng 1/8 Europa League mùa trước. Một số cặp đấu đáng chú ý khác có thể kể đến AS Roma, Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev, Villarreal và Ajax Amsterdam gặp Young Boys. Dự kiến các trận đấu lượt đi vòng 1/8 Europa League sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 3. Trận lượt về sẽ diễn ra sau đó đúng một tuần, tức vào ngày 18 tháng 3. Jurgen Klopp tỏ ra rất vui mừng và phấn khích khi Diogo Jota sẵn sàng quay trở lại. Diogo đã có hai buổi tập đầy đủ với toàn đội và trông cậu ấy rất ổn. Cậu ấy đã nghỉ thi đấu dài hạn nên chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và xem xét kỹ trước khi đưa cậu ấy trở lại. Tuy vậy, trong quá trình tập luyện, cậu ấy làm mọi thứ rất tốt. Chúng tôi chỉ cần đưa ra quyết định tốt nhất cho cậu ấy. Khi nào cậu ấy trở lại là phù hợp. Trước khi dính chấn thương, Diogo Jota được xem là thần tài của Liverpool. Chuyển đến Anfield từ Wolves, Jota chịu nhiều nghi ngờ, nghe nhanh chóng tỏa sáng ghi 9 bàn chỉ sau 17 lần ra sân. Mới đây Pep Guardiola tỏ ra khá sốt ruột khi Kevin De Bruyne vẫn chưa dạn hợp đồng với Man City. Tôi không biết tại sao Kevin lại mất nhiều thời gian để ký hợp đồng mới như vậy. Tôi chỉ biết cậu ấy còn 2 hay 3 năm trong giao kèo. Lúc này Kevin đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu ấy là nhân tố chủ chốt, đặc biệt là giai đoạn cuối của mùa giải, Kevin sẽ càng trở nên quan trọng hơn. Một số nguồn tin tiết lộ, De Bruyne muốn ký hợp đồng mới nhưng chưa thực sự hài lòng với đãi ngộ mà Man City đưa ra. The Citizens được cho là chỉ đề nghị tuyển thủ Bỉ mức lương cơ bản, ngang với hiện tại chứ không tăng lên. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Ronald Koeman thừa nhận tương lai của ông ở Barcelona không được đảm bảo. Tôi biết luôn có rất nhiều áp lực khi trở thành huấn luyện viên của Barca. Nếu đội bóng không thắng thì lỗi đầu tiên thuộc về huấn luyện viên. Nhưng tôi không biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Thời gian sẽ đưa ra câu trả lời. Dù sao thì tôi luôn lạc quan ở đây. Sau 24 vòng đấu ở La Liga, Barcelona chỉ có 50 điểm, kém Atletico Madrid 5 điểm cho dù đá nhiều hơn một trận. Ở Copa del Rey, họ có nguy cơ lớn bị Sevilla loại ngay vòng bán kết. Tại Champions League, Barcelona vừa thảm bại 1-4 trước PSG ngay tại sân nhà Camp Nou ở lượt đi vòng 1/8. Ole Sosa vừa khiến người hâm mộ câu lạc bộ này ngỡ ngàng khi tiết lộ Anthony Martial rất chăm chỉ trên sân tập. Anthony biết chúng tôi muốn gì và cậu ấy đang tập luyện thực sự chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ cho đội bóng. Đó là điều tôi cảm thấy hài lòng trong mỗi buổi tập của đội. Cậu ấy sẽ không ngồi xuống và chờ đợi mọi thứ xảy ra. Cậu ấy biết bản thân phải tự làm mọi chuyện, biến mong muốn trở thành sự thật. Sau khi bùng nổ ở mùa giải trước, Martial lại sa sút không phanh tại mùa giải này. Tại Premier League, tiền đạo người Pháp chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn. Tính trên mọi đấu trường, Martial cũng chỉ có tổng cộng 7 bàn. Theo Marca, Alvaro Morata được chẩn đoán nhiễm virus cytomegalovirus. Đây là loại virus không có biểu hiện triệu chứng nhưng trong một số các trường hợp cấp tính, virus này có thể gây ra sốt, viêm họng, chán ăn, mệt mỏi và hạch to. Hơn 50% dân số nhiễm virus này vào một thời điểm nào đó trong đời và virus luôn tiềm ẩn trong cơ thể trong suốt cuộc đời. Để giải quyết vấn đề gặp phải, Morata được khuyên nên nghỉ ngơi nhiều hơn để sớm khỏi bệnh. Morata có khởi đầu từ mùa giải khá tốt, tuy nhiên phong độ của cầu thủ này bắt đầu xuống dốc từ tháng 12. Trong trận gặp Porto, anh có cơ hội ghi bàn nhưng lại phung phí khiến đội nhà để thua 1-2. Tờ Marca khẳng định Ramos và Perez đã có cuộc nói chuyện riêng về việc ra hợp đồng với trung vệ người Tây Ban Nha. Perez quyết tâm giữ Ramos ở lại Santiago Bernabeu và cuộc đàm phán mới cho thấy Ramos sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid mùa giải thứ 16. Trước đây, Real chỉ đề nghị Ramos hợp đồng có thời hạn 1 năm, đồng thời cắt giảm 20% lương. Tuy nhiên, Ramos không muốn giảm mức đãi ngộ 12 triệu euro một năm hiện tại, cũng như yêu cầu giao kèo mới ít nhất 3 năm. Thế nhưng cục diện đã xoay chiều và hoàn toàn có đủ cơ sở để khẳng định thủ lĩnh của Los Blancos sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng hoàng gia.